Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Insein, cơn bão đầu tiên của tháng 11 năm nay trong khu vực, là một cơn bão rất khó lường. Các mô hình cho thấy nó có thể trở nên mạnh hơn nhiều so với dự báo ban đầu. Nó được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc trong khoảng 2 ngày, tiếp theo rồi chuyển sang chủ yếu theo hướng Tây và sẽ vào Biển Đông. Một điều rất đáng chú ý ở bão Insein là cường độ của nó. Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Mỹ thông báo đã bắt đầu có các yếu tố hỗ trợ việc bão tăng cấp đột biến, nước biển ấm và độ đất gió thấp. Mô hình cầu MTC của Hải quân Mỹ, vốn được cho là mô hình dự báo chính xác nhất thế giới về cường độ của bão, cho rằng khả năng bão Insein tăng cường độ đột biến trong 12 đến 60 giờ tới là ở mức trung bình. Cơ quan khí tượng Philippines Pagasa nhận định tương tự, rằng bão Insein có thể đạt đến cấp độ bão cuồng phong vào tối mùng 5 tháng 11 hoặc rạng sáng mùng 6 tháng 11, và việc tăng cường độ đột biến là rất có thể xảy ra. Siêu bão Yagi hồi tháng 9 chính là một cơn bão đã tăng cường độ đột biến. Theo ghi nhận của JTWC, bão Yagi có sức gió 100 km/h, cấp 10 vào 1 giờ sáng ngày 4 tháng 9. Đến 1 giờ sáng ngày 5 tháng 9, nó có sức gió 220 km/h, cấp 17, tức là tăng lên 7 cấp trong vòng 24 giờ. Bão Insein được cho là sẽ không tăng cường độ kinh khủng như bão Yagi. Nhưng JTWC nhận định Insein có thể tăng sức gió từ khoảng 93 đến 95 km/h lên thành 150 km/h vào sáng mùng 5 tháng 11. Về đường đi của bão Insein, dự báo cơn bão sẽ di chuyển theo quỹ đạo về phía đông bắc đảo Luzon của Philippines tới mùng 6 tháng 11. Chính vì vậy, ngày mùng 6 tháng 11 sẽ là thời điểm quan trọng với cơn bão Insein, vì đó là lúc cơn bão có thể chuyển hướng. Các dự báo hiện tại nhận thấy bão Insein có khả năng suy yếu và gây ảnh hưởng quanh quần đảo Ryukyu, chuỗi đảo ở phía Tây Thái Bình Dương, sát mép phía đông của biển Hoa Đông. Hiện nay ở nước ta, không khí lạnh ở phía Bắc đang về sẽ kéo dài đến khoảng ngày mùng 8, mùng 9 tháng 11 mới bắt đầu suy yếu. Khi bão vào khu vực Đông Bắc Biển Đông là lúc không khí lạnh yếu nên bão có khả năng đi về phía Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam rồi hướng về đảo Hải Nam của Trung Quốc. Sau đó, do tiếp tục có không khí lạnh ảnh hưởng nên bão sẽ suy yếu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Sáng ngày 4 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi chuyển rét. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực Hà Nội ngày và đêm mùng 4 tháng 11 có mưa, mưa rào, chiều chuyển lạnh với nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 23 độ, đêm trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ. Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa lớn trên diện rộng và dông. Ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng ngày 3 tháng 11 đến đêm 4 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa từ 80 đến 200mm, có nơi trên 350mm. Nguy cơ rất cao xảy ra mưa tần suất lớn trên 150mm trong 6 giờ. Ngày và đêm 4 tháng 11, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa từ 30 đến 70mm, có nơi trên 120mm. Sang ngày và đêm 5 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70 đến 150mm, có nơi trên 300mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày và có khả năng mở rộng xuống đến Bình Định. Do ảnh hưởng của mưa lớn nên dự báo từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Hà Tĩnh, các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi lên mức báo động 2, báo động 3,
có sông trên báo động 3. Hạ lưu sông La Hà Tĩnh và các sông ở Bình Định lên mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, đô thị, thành phố và các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, đặc biệt lưu ý các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Nghệ An đến Bình Định. Riêng tại Thừa Thiên Huế, thông tin Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ lũ lớn, ngập lụt trong những ngày tới. Theo đó, dự báo từ chiều tối ngày 3 đến 9 tháng 11, trên địa bàn tỉnh có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 500 đến 850mm, có nơi trên 1.000mm. Đây là đợt mưa rất phức tạp, kéo dài nhiều ngày, mưa tập trung mạnh nhất từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11. Cách đây ít hôm, ông Nguyễn Mạnh, 55 tuổi, trú tại huyện Lý Sơn, cùng 6 ngư dân đánh cá ở phía đông đảo Lý Sơn đã phát hiện chiếc tàu trôi giạt. Qua kiểm tra, ông Mạnh phát hiện trên tàu không có người, động cơ cùng một số vật dụng còn sót lại như giỏ nhựa và thiết bị điện bị hư hỏng. Ông Mạnh đã kéo tàu cá vô chủ về đảo Lý Sơn để trình báo cơ quan chức năng. Sau khi nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng Lý Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng đang kiểm tra xác minh thông tin. Qua kiểm tra, tàu cá trên bằng gỗ dài khoảng 15m, ngang khoảng 3,4m, trên tàu có 4 chữ nước ngoài, nghi là chữ Trung Quốc và có các chữ số 26056 ở hai mạn phía trước mũi tàu. Khoảng 19h30 phút tối ngày 2 tháng 11, đám cháy phát ra từ căn hộ ở tầng 20, block A3 của chung cư The Eretown, Đức Hải, trên đường 15B, Nguyễn Lương Bằng nối dài, phường Phú Mỹ, quận 7. Khói sau đó bốc nghi ngút, cao hàng chục mét, lan sang nhiều căn hộ cùng tầng. Anh Quốc Anh, 19 tuổi, cư dân chung cư chia sẻ rằng, thời điểm đám cháy bùng phát, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn, hàng trăm cư dân được sơ tán xuống mặt đất an toàn. Chị Trần Diễm, cư dân chung cư cho hay, chị vừa từ tầng hầm gửi xe đi lên thì bất ngờ nghe tiếng chuông báo cháy, sau đó một tòa nhà bị cúp điện. Chị Diễm nói, lúc đó tôi nghe nhiều tiếng la hét, họ hô hoán nhau chạy đi, rồi tôi thấy nhiều xe cứu hỏa đến trước chung cư. Nhận tin báo, gần chục xe chữa cháy, xe thang, cấp cứu được điều đến hiện trường. Theo ghi nhận, do hiện trường ở tầng cao nên lực lượng chức năng mất nhiều thời gian để tiếp cận. Đến 20 giờ 30 phút, hỏa hoạn được khống chế, lính cứu hỏa đang dùng đèn pin vào các căn hộ lân cận để kiểm tra, phòng trường hợp có người mắc kẹt. Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra và thống kê.